Ông Phi nói á. không giới cúng là phá chết, không ăn chung đâu, không chịu ăn chung, vì ăn riêng ăn riêng không với tôi chỗ ăn mới chịu. Từ từ ngày mà hai chồng về tới giờ luôn là không có dọn cơm ăn chung. Không, không chịu dọn là ông đi đó, dọn chén là ông bỏ ông đi mất tiêu rồi. Với tô là ông ăn, ông bưng ông ăn, và dọn chén ha là dọn vô là ông đi, ông bỏ ông đi mất tiêu luôn. Em hỏi cái câu này nó hơi riêng tư tế nhị một xíu, nhiều khi cô bác cũng bỏ qua. Hai cha con đang chơi giỡn đó cô chú anh chị. Rồi mà anh Lộc đang chơi với con Dịch Thiên Kỳ trò đất ở ổng. Hai cha con lộn. Anh Lộc có hay chở bé ra đây chơi không? Có. Có hả? Anh nói nó lại đi là chả. Dạ. Lộn trước hay che, coi che lộn sau? Con lộn trước đi. Ôi trời. Rồi hai cha con đá banh đi. Vui quá ta, hai cha con chơi vui quá. Cha. Sao? Cha Lộc đâu? Cha Lộc đâu chỉ chú coi coi. À, cha Lộc đấy hả? Chỉ lại coi coi. À, cha Lộc đấy ha. Chổng đâu số? Cha Lộc kêu chổng đâu số? Thôi chơi cái trò khác đi, chơi cái trò này nó cởi ngựa đi, chơi cởi ngựa đi. Con lên lưng, con lên lưng cha đi. Con lên lưng cha cởi. Để chơi cái trò. Ê, leo lên. Leo lên. Không chịu. Anh Lộc mình làm cái gì anh Lộc? Nói chung là anh Lộc cũng chiều bé lắm á. Anh Lộc có thường như thế này không chị Tiền? Bây giờ anh dẫn bé ra đây động ra ngoài vậy hả? Chị Tiền ra lộn luôn đi. Cả nhà gia đình ba người. Thì, mặc dù mà làm mệt vậy cô chú, mà cuối tuần rồi đó thì anh Lộc cũng dẫn hai mẹ con ra đây để mát. Con leo lên lưng cha đi, kêu cha cởi ngựa đi. Đó, cởi ngựa kìa. Chơi cái trò này nguy hiểm quá. À, ừ, leo lên rồi. Bò đi, con quýnh ngựa chạy. Đấy, té ngựa. Ơi té vậy. Nói chung mình chơi với con gái mà thấy vui là được phải không anh? Vô lộn luôn đi. Vào lộn luôn hả? Rồi con chơi đi, con chơi đi. Rồi sáng giờ hai cha con ăn gì chưa? Lên khóc ngựa hả? Con ngựa gì mà không có kêu vậy trơn á, ngựa gì mà im gu quá. Chỉ là anh Lộc ảnh cứ nói chuyện một mình vậy hả chị? Là chị phát hiện lâu chưa? Từ về sống không giờ, từ lúc quen là ổng đã có vậy chưa? Quen ổng cái gì nói chuyện mình nó ngồi giống như ngồi mình nên nóng. Mà chị có khi nào nghe ảnh nói cái gì không?
nó tùm lum trên khu đường mà nói rồi à, giống như nói một cái câu thử á chị ở nói sao nói cái này cái kia nói gì đó đốt cháy gì lum trên không nói sai một mình thôi. Lọc nhà tao bạn cứ nói mình biết luôn rồi lúc mà tối hai chồng ngủ rồi ổng có xù xì gì không? Không, không nói chuyện với em ạ. À. Không nói chuyện luôn hả? Không, ở trong phòng cũng vậy mà ở ngoài này cũng vậy đó. Ổng đi mình lên, em ngồi ở đây là ổng đi chỗ khác, ổng ngồi đó. Ủa kỳ vậy? Biết đâu, ổng ăn cái gì cũng cúng hết trơn. Cúng? Bốn hướng, lại hoài vậy. Gì kỳ vậy? Ổng lại, ổng ăn cơm, bỏ cái tô, ổng ăn cơm tô không à. Cái bó chén ổng không chịu, ăn chung ổng không chịu nữa. Ờ, vậy là mỗi lần ăn cơm là ảnh lại bốn hướng luôn. Bỏ cái tô ông lại nè. Rồi có giờ chị có hỏi không? Ông không trả lời. Ông mới cúng mới được. Cúng cúng người ta phá chết. Ông không cúng người ta phá chết. Từ lúc mà chị mới gặp là cũng vậy luôn tới giờ luôn hả? Tôi mà đụng ổng là cái ốc ác ông nổi luôn gì nè. Vì chị mà đụng ổng là anh Lộc nổi da gà hết luôn. Nổi da gà mà đi cơm cháy gì đó nó cái gì mình vuốt mình biết đó. Các khi nào khi ảnh có ai giữa không? Ai giữa ổng đó à, nếu mà cô chú anh chị mà biết á thì comment ở dưới ha. Nguyên nhân không biết tại sao mà mỗi lần chị đụng là ảnh da gà ảnh nổi như dời cơm cháy vậy đó hả? Mỗi lần ăn cơm thì phải lại bốn hướng nằm buộc ba bên bốn phía. Không giái cúng là phá chết. Không ăn chung đâu, không chịu ăn chung. Vì ăn riêng không riêng, không bá tôi chỗ ăn mới chịu. Ồ, ngộ quá ta. Từ ngày mà hai chồng về tới giờ luôn là không có dọn cơm ăn chung. Không, không chịu. Dọn là ổng đi đó, dọn chén là ổng bỏ ổng đi mất tiêu rồi. Bá tô là ổng ăn. Ổng bưng ổng ăn là dọn chén ha. Là dọn vô là ổng đi, ổng bỏ ổng đi mất tiêu luôn đó. Em hỏi cái câu này nó hơi riêng tư tới chị một xíu rồi. Nhiều khi cô bác cũng bỏ qua ha. Thì giống như một cái chuyện vợ chồng ảnh có ngủ chung với chị không? Lâu lâu rồi không có. Vậy chứ không có thường xuyên ha không? Tại vì chị Tiền nói là mỗi khi mà rờ tới ảnh là ốc ác nổi lên nhau là giống như có người dựa. Có người dựa không? Bây giờ em mới hiểu tại sao chị Tiền nói là chị có chồng cũng như không mà nãy chị có chia sẻ đó cái số mạng của chị như vậy á. Trước của chị là sao mà gian dở chị có thể chia sẻ được cái số không được đó. Cái số em thương ai cũng được, thương ai cũng giành giật đó, cũng giành giật thành được. Mà nó ngộ là ngộ cái chuyện này, mỗi lần mà từ ngày mà hai chồng mà dọn về ở chung là chưa khi nào mà dọn ăn cơm chung luôn. Không ăn không có chịu, dọn ra là ông bỏ ông đi. Mới tô ổng ăn là ổng mới chịu nha. Ổng chung không chịu ăn chung đâu. Nó ngộ là cái nguyên nhân mà sao mà nó ngộ cái chuyện đó. Ổng ăn rồi ổng bỏ mới tô, ổng giá dưới đất á, ổng giá ổng lại. Là không có chịu dọn ăn chung mà tự bới cái tô ăn riêng. Không, em bới cho ổng, vì ổng dễ thì ổng ăn trời. Ổng dạ. Không ăn luôn á. Em bới trong lúc nghỉ ổng lắm ổng mới ăn á. Vậy là ổng tự bới luôn. Không, em bới. Chị Tiền bới. Chị bới ổng không có bới kìa. Hồi đó vậy chị sống ổng không bao giờ ổng bới á. Nhỏ ổng ăn bới đưa ổng mới ăn. Mà cái tình trạng đó là kéo dài cũng lâu rồi hả chị ha? Trên nếu mà cả ngày mà không bới là ổng không ăn luôn. Không ăn, cũng xỉu luôn đó. Ổng không bao giờ, ổng vô rồi coi mà ổng bới không ăn bao giờ luôn. Cái này thường thường mình đói đừng phải đi ra lục nồi. Không, chứ không có khi ở với chị thôi, chứ còn ảnh sống một mình, ảnh hồi giờ thì ảnh phải tự anh ăn cơm chứ không hả? Chắc quen rồi ha, ổng cũng ăn mà nó em muốn, chắc em muốn mình thôi. Anh có hay tâm sự trò chuyện với chị không? Không. Cứ là giống như là cứ lủi lủi vậy ha. Muốn làm gì thì tự làm vậy thôi. Chồng cũng mấy à. Anh hay chơi với bé gì hả chị? Là thường thường là chủ nhật là cuối tuần là ảnh hay chở chị với bé Liễu ra đây chơi ha. Em thấy ảnh cũng cưng bé Liễu lắm á.
hai cô con lăn lộn dẫn đi chơi quá trời nha. Bây giờ là không có ảnh nè, giống như mà ảnh làm về rồi tiền bạc rồi ảnh có đưa cho chị không? Có, cũng có đưa ha. Nói chung là cũng là lo lắng cho gia đình, có vấn đề ở đây là không biết tại sao là mỗi lần mà ảnh với chị là gần nhau là nó giống như mà có một cái sự gì đó nó ngăn trở lại. Đúng rồi, ngăn cản lại. Chị có ý định là đưa anh tới thầy bà này coi thử. Và đó thì mình có ý định tại vì cái này cũng nghiêng về phần tâm linh á. Em cũng có tâm linh quá vậy em, khoai giữa mới thôi. Bạn thân chị hả? Chị người kỳ lắm, thấy kỳ mà. Trong người của chị thấy như thế nào? Nó ngộ mà nó cũng khó chịu á. Hồi đó vô máu, hồi đó vô máu có phụng không? Chiều máu hả chị? Chiều máu lắm luôn. Chị bị như thế nào mà chiều máu? Tai đứt bị vô máu là có, nó cũng ảnh hưởng đó. Rồi mổ hai lần nữa. Bệnh đau cũng nhiều đó. Cảm như vậy mà em chỉ hai chồng không được bình thường sống cũng mà chắc ăn nghỉ gì mà ở trên nhà thì ảnh chắc tiếng cười suốt thấy ảnh hài hước. Có khi nào mà chị cảm thấy bực mình vì những cái điều ảnh làm hoặc là những cái hành động của ảnh không? Không, cũng vô tư cũng cười bình thường heo. Làm gì cũng được như gì cả. Mình là mình nấu ăn hay là mình mua cơm gì nấu ăn nhạc bữa mà sao có gì ta sao biết mà anh